Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này nhận token GCBF và token này đã list lên sàn Uniswap nha các bạn. Để tham gia dán hôm nay bằng link phần link mô tả mở Telegram muốn sẽ tắt chat chatbot này mà. Ai góp này mình sẽ nhận được 0.005 token. 0.005 token cho khoảng 30 đô cho dự án này nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller này các bạn. Các bạn join vào các bạn. Rồi bạn bắt đáp lại. Rồi các bạn join tiếp kênh seller này các bạn. Rồi bắt đáp các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn từ Twitter các bạn follow và từ Twitter tăng 5 người bạn nha các bạn. Token này list Uniswap, Binance, Bobit, Bithum nha các bạn. Biết những sàn lớn không? Sàn Bithum cũng không được lớn quá, có sàn Binance và Uniswap cũng hai sàn khá là nổi tiếng. Rồi tiếp tục thì các bạn theo Twitter các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn like và tweet bị viết ra game của nó các bạn. Lấy hai bài đi các bạn. Rồi các bạn tweet là một bài viết ra game nè. Rồi chấp nhận tweet nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn tăng 5 người bạn các bạn. Thì thường thường các bạn tăng những người bạn nào thì các bạn tăng những người bạn đó thường xuyên các bạn. Đây các bạn tăng khác là nó sẽ phá Twitter của tất cả các bạn. Còn mình mình đã bị phá hết một cái Twitter đó giờ mở chưa được. Rồi các bạn tăng 5 người bạn của mình các bạn. 2 4 5 rồi bạn bấm tweet lại nè. Sau khi các bạn tweet lại xong các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn bấm nút chat nè các bạn. Sau này token này nó về mình sẽ hướng dẫn các bạn chain các bạn swap. Rồi các bạn bấm vào nút submit tên nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn khai báo là một cái username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn cộng anh 1133 nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục thì gửi đường link profile Twitter của mình, các bạn cũng mở Twitter của mình ra nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba chữ gạch trên cùng các bạn, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn nhấp vào ba chữ gạch trên cùng, các bạn nhấn vào chia sẻ. Rồi tiếp tục thì các bạn sao chép vào khả như tạm nghe tất cả các bạn. Cũng dịp Noel gần tới mà có nhiều dự án quá các bạn ơi, mình làm không kịp. Rồi các bạn bắt đáp lên. Các bạn cứ kiếm những cái token miễn phí này đi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ EC20 chút quản bi địa chỉ nha các bạn. Mai chiều biết đâu mình vô một hai những cái đồng coin có giá trị sau nghe tất cả các bạn. À các bạn chờ chút xíu mà. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Dài TH này giảm rồi các bạn ơi. Các bạn sao chép nha các bạn. Rồi bắt các bạn. Rồi tiếp tục khen gửi cho bot nha các bạn. Link form. Rồi các bạn bấm vào status. Rồi các bạn lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Cái link form này là nó trong chương trình bán hàng video chứ các bạn, đây mình nhấp vào xem thử luôn các bạn. Rõ ràng cái link form này là cái link form cho những bạn nào mà muốn mua token ICBF nè các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.